Bây giờ nếu mà cái gì thì cho tôi biết đi. Hương Linh muốn cái điều gì? Và càng cần cái... Nam Mô A Di Đà Phật. Bà vào phong vĩ đỏ nè. Cõi luân hồi vậy thì khó có cách có thể nào mà thay đổi được. Bà bây giờ á, nếu mà nghe lời con á, thì con sẽ cố gắng hết mức để giúp cho bà. Chứ con không có đành lòng nào mà làm điều gì xấu xa. Nam Mô A Di Đà Phật. Tốt nhất á, thì mình phải về cái cõi khác. Không tin ở đây nữa. Mà hôm nay Hương Linh quỷ sói đi rồi thì bà thực hiện. Chẳng lẽ nào con bà ở đây con đem đồ đến cúng cho bà được không? Con đã giúp chồng của bà đi, nhưng mà bà nên biết rồi vậy nè. Đó là điều tốt cho ông và điều tốt cho bà, để bà không còn lưu luyến, mà bà cũng nên đi khỏi nơi đây. Chứ bà ở đây hoài, bà nghĩ ơi, đến bao giờ bà mới siêu thoát được? Bây giờ bà chỉ cần cho con biết á, những cái mong muốn của bà thôi, những cái mong muốn cuối cùng của bà, để con... Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vàng Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu. Bản chân thần chú quyết định chân ngôn Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Đà Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha A Di Đà Bà Tỳ A Di Đà Tắc Đam Bà Tỳ A Di Đà Tỳ Ta Ca Lăng Đế A Di Đà Tỳ Ca Lăng Ra Dạ Di Nị Dạ Dạ Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vàng Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu. Nam Mô A Di Đà Phật. Bánh đây cho các loài động vật ăn. Cả nhà, tôi cũng mở cái đèn lên cái.
Nam Mô Di Đà Phật. Hình như có nghe được cái tiếng khóc có gì đó cả nhà. Cả nhà. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Hỡi hương linh, tôi đến đây nhiều lần rồi, có phải chăng đây là hình dạng của bà, chính là quỷ cậu hóa ra đúng hay không? Nam Mô A Di Đà Phật. Bà ơi, thì có thể bà khóc ở đây là do con đã giúp chồng của bà đi, nhưng mà bà nên biết rồi như vậy nè, đó là điều tốt cho ông và điều tốt cho bà, để bà không còn lưu luyến mà bà cũng nên đi khỏi nơi đây. Chứ bà ở đây hoài, bà nghĩ ơi, đến bao giờ bà mới siêu thoát được? Bây giờ bà chỉ cần cho con biết á, những cái mong muốn của bà thôi, những cái mong muốn cuối cùng của bà, để con có thể hoàn thành cái tâm nguyện cho bà, để bà cũng có thể tìm về nơi ông đã đi, được không? Nam Mô A Di Đà Phật. Thế bà muốn con làm gì để giúp cho bà đấy? Nam Mô A Di Đà Phật. Cả nhà, bà muốn con làm gì cho bà? Có cần con làm điều gì cho bà hay không? Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu được thì con gắng cố gắng để giúp cho bà, nhưng mà con biết là trong sự chia ly ai cũng đau khổ hết, nhưng mà bà cũng phải nên biết chấp nhận đấy bà. Con bà ở đây, con đem đồ đến cúng cho bà được không? Nam Mô A Di Đà Phật. Cả nhà, bên kia Nam Mô A Di Đà Phật. Sao trong suốt thời gian dài qua tôi không thấy hương linh ở đây nữa, mà hôm nay hương linh của quỷ sói đi rồi thì bà thực hiện, chẳng lẽ nào là khi ông ta đến đây đã làm điều gì đó khiến bà không thể nào mà dám lộ diện ở nơi này? Bà ở đây à? Sao mà khi mà con hỏi những hương linh kia thì họ bảo là bà đi rồi, không có ở đây.
Thì hôm nay bà xuất hiện ra đây, bà mong cầu điều gì ở con? Bây giờ mà muốn cái gì nè, bây giờ để con biết đường. Ủa? Những lá tiền cúng. Ủa con nhớ ra không? Ờ đây. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con hiểu rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật bà ơi. Thì con biết khi mà con giúp ông đi rồi á, thì bà cảm thấy một mình. Thì nói chung là có nhiều điều không tốt, nhưng mà con cũng sẽ giúp cho bà đi. Bà hiểu ý con không? Chứ con không phải bỏ rơi bà lại đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bà vào phong vĩ đỏ nè, cõi luân hồi á, thì khó có cách có thể nào mà thay đổi được. Bà bây giờ á, nếu mà nghe lời con á, thì con
sẽ cố gắng hết mức để giúp cho bà. Chứ con không có đành lòng nào mà làm điều gì xấu xa. Nam Mô A Di Đà Phật. Tốt nhất thì mình phải về cái cõi khác. Nam Mô A Di Đà Phật. Cả nhà xem con nhìn cái hình dáng của bà ta khi mà hóa ra thành một bà lão á, thì thật sự cả nhà thấy con cảm giác thấy sợ luôn cả nhà, nhìn rê rê sao đó, cái tóc thì trắng mà gương mặt thì hình hài là có một loài chó. Mà bà ta đang khóc than, có thể là bà ta đang Nam Mô A Di Đà Phật. Còn quỷ đổ thì dường như vô đó rồi, xuống đó rồi mất luôn cả nhà. Nhà nghe cái tiếng này quỷ mắt đỏ đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì tôi không biết vì sao mà Hương Linh muốn tìm đến tôi và tìm đến tôi để làm gì. Nhưng mà nếu mà có mong cầu cái điều gì á thì cũng nói ra. Chứ mà cứ xuất hiện và không có trò chuyện cũng như là không cho tôi biết á là Hương Linh cần cái gì thì rất là khó để tôi giúp đỡ cho Hương Linh. Bây giờ nếu mà cái gì thì cho tôi biết đi, Hương Linh muốn cái điều gì và càng cần cái điều gì, tôi cố gắng để đáp ứng cho, để cho sớm mà đi, không phải ở nơi lạnh lẽo này hoài. Còn quỷ cẩu thì tôi cũng đã cố gắng lắm rồi, nhưng mà bà ta chấp niệm không chịu buông bỏ, cho nên có thể giúp cho bà ta đi được.
Sao? Bà muốn gì? Bà muốn về núi hả? Về đó tu tập hay là bà muốn về đó để làm gì? Nếu mà bà về đó mà để tu tập thì tôi sẽ gắng cố gắng giúp cho bà đi. Nhưng mà đó là phải là một điều tốt. Còn bằng không á thì có khó lòng nào mà tôi giúp được. Rồi còn cái gì mong cầu cái điều gì nữa không? Về núi thôi à, có muốn gì nữa không? Nhưng mà ngay hiện tại bây giờ á, bà đói. Ý bà là sao? Tóc của bà hả? Xác của bà? Xác của bà nằm ở đâu? Ở ngoài đồng hay là ở đâu? Trên núi. Bà muốn tôi làm điều gì với xác của bà? Bà muốn tôi làm gì? Đem xác bà đi hoặc là cải táng lại? Cải táng lại xác bà hả? Nhưng mà bà có thể cho tôi biết là xác bà nằm ở nơi nào hay không? Bà không biết thì làm sao mà tôi có thể đến đó mà giúp cho bà được? Bà mất bao nhiêu năm rồi? Hai mươi năm? Hai trăm năm? Bà mất 200 năm nhưng mà bà lại sợ quỷ cẩu chỉ là 111 tuổi sao sao? Nhưng mà cũng đúng, đối với loài chó thì với mức độ 110 mấy tuổi đó cũng là gọi là không phải là vừa. Ủa? Gì đó vậy? Bà muốn cúng kiến gì không? Bây giờ tôi cúng cho bà một ít đồ, bà chịu không? Bây giờ là bà dùng bánh hay là muốn hoa quả gì? Nếu bữa nay tôi không có thì hôm khác tôi đến tôi cúng cho bà chịu không? Nhưng mà tuyệt đối đừng có nên ăn đồ sống nha. Chứ bà càng ăn được sống thì tôi càng khó giúp bà đi nữa đó. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi nguyện cho Hương Linh sớm có thể giải thoát được. Tại vì có thể tôi chưa tìm ra được những nguyên căn. Mà ngay bây giờ, nếu mà ngay bây giờ á, thì tôi đọc chú cầu siêu cho bà thì bà tự đi, bà đi có được không? Cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Còn phần bà muốn điều gì?
Bà muốn điều gì bà nói luôn đi, bà tỏ bài luôn đi. Ngay bây giờ tôi có thể giúp hai bà một thể. Bà muốn tôi đến đó à? Bà để cho, nếu được á, thì hãy để cho vong quỷ mắt đỏ đó được siêu thoát đi. Chồng của bà giữ không được mà nghĩ sao bà lại muốn giữ vong linh quỷ mắt đỏ. Bà không cho cũng vô cái dụng thôi. Ở đây chẳng tôi có dụng ý tốt, nhưng là do bà không muốn và không chấp nhận điều đó. Nam mô A Di Đà Phật. Khó cả nhà. Đối với những vong linh vậy khó chỉ thôi, thì khó cách nào mà mình nói cho họ nghe. Cả nhà thấy vô cái khu này quỷ mắt đỏ muốn nói với con điều gì á, nhưng mà cả nhà, tôi cảm nhận được dường như là bà muốn nói cho với tôi điều gì đúng hay không, nhưng mà điều gì đó mà khiến bà không có nói được. Nếu mà muốn nó được rồi, tôi mong rằng điều này có thể giúp cho bà cho tôi biết là bà muốn nói với tôi điều gì.
ngay bây giờ bà có thể cho tôi biết những gì bà muốn nói với tôi hiện tại là gì? Được rồi, thì bà, tôi biết là ở đây có rất nhiều hương linh, hương hồn mà bà cũng muốn giúp họ để đi theo cùng bà, thì đó tôi cũng, nếu được tôi cũng mong như bà vậy đó. Nhưng mà có điều là người ta cũng không giống như bà, nhiều khi người ta có cái tâm nguyện khác mà người ta chưa hoàn thành được, cho nên mà bắt người ta đi hoặc kêu người ta đi rất là khó. Bà nói hiện tại bà chưa muốn đi vì cái thân xác của bà tìm chưa gặp. Vậy lúc trước mà bà bị sát hại là ở đâu? Cái khu hướng này đúng không? Nhưng mà bà có nhớ là xác của bà bị vùi xuống đất hay là bị thả trôi sông hay như thế nào không? Cái người mà giết bà là nam hay nữ? Là nam. Rất nhiều nữa. Vậy là bà chết trong cái thời bon bót đúng không? Thì chắc có thể bây giờ thân xác của mình không còn nữa. Thì bà coi nha, giống như là bây giờ cái đó là nó không còn, thì nó giống vậy. Bây giờ bà tìm ra được cũng không có làm được gì cả. Tại thân xác đó thì cũng là cái phương tiện để cho bà quá gian qua một cái cõi người thôi. Bây giờ cái cõi đó đã hết rồi, giống như bà đi ngang con sông mà có cái thuyền khi mà qua sông được rồi, chiếc thuyền đó đâu còn tác dụng nữa. Vì vậy á, tôi khuyên bà bây giờ bà buông bỏ cái thể xác đó đi. Cho dù như thế nào đi nữa thì cái thể xác đó cũng không thuộc về bà nữa, nó cũng đã thành tro bụi. Thậm chí là bà không tìm được nữa thì bỏ đó bà quyến luyến đi làm gì, đúng không? Thôi vì bây giờ hôm nay nếu mà bây giờ tôi không có giúp được ngay bây giờ thì bây giờ tôi cúng kiến cho bà đến bà hưởng. Tôi mong rằng một ngày gần nhất tôi có thể giúp cho bà, thậm chí là những phong linh mà bà mong muốn. Bà nói đẹp cả mà còn cả gia đình nữa đúng không? Cả gia đình bà cũng giống như bà hết, cùng bị giết một chỗ một, nhưng mà bà bây giờ bà không nhớ đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Cả nhà, để con lập ra bàn cầu đi. Bà nói là bà còn gia đình bà nữa, nhiều người nữa, bà cần giúp. Con giúp có nghĩa là rất là nhiều người chết, và con nghĩ là cái chuyện đó đương nhiên rồi. Nếu có thể thì con sẽ giúp cho tất thể những hương linh. Nhưng mà nhiều khi mình có duyên với họ mình mới gặp, nhiều khi viên gia đình của bà, nhưng mà mình có duyên duy nhất với bà thôi thì cái việc đó nó lại khác nữa. Thôi bây giờ con sẽ bày ra bà lại cúng ở đây để coi cái có phong linh nào mà đến đây nữa không. Nam mô A Di Đà Phật. Để con để bài bên cúng ở đây đi, ngay chỗ này nữa đi. Con lấy bọc đồ con cả nhà. Ây da.
Nam mô Di Đà Phật. Bả bánh này mua cả nhà, đem theo bể trên bánh tay trong bịch thì nó hay. Ủa kỳ ta. Cái chai nước nữa đâu ta. Ủa mình hết nước luôn hay gì. Hết nước luôn. Kỳ vậy? Mô Di Phật. Cái nhà, con đặt cái máy xong, đây con đi. Để cái mít lại.
Thank you.
nhân bản mình, cầu mong cho tất cả những linh ai có thể nhận được thì nhận, hoặc là tất cả cũng thích thỏa mãn những cái điều mong muốn của những linh trong suốt thời gian mà ở những nơi như thế này. Xin phép cả nhà con kết thúc video cả nhà. Cảm ơn cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Xin chào cả nhà, cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật.